Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ tự động lên giày cót của hãng đồng hồ Kelex, một cái hãng đồng hồ nó khá là lạ và hiếm gặp tại thị trường Việt Nam. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây, mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem về chiếc đồng hồ này. Như các bạn đã quan sát thấy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ nó được bọc vàng toàn thân. Chiếc đồng hồ này thì nó là một cái dạng đồng hồ đời mới, tuy nhiên là nó sẽ được bọc vàng các bạn nhé. Độ mới là còn khoảng tầm 99%, chưa qua lên tay và cũng chưa qua sử dụng. Chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kích thước rơi vào tầm 36mm, nó không quá to cũng không quá bé. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ dành cho những anh em nào có cổ tay vừa và nhỏ. Chiếc đồng hồ thì cái nhãn hiệu đồng hồ Kelex này là một cái nhãn hiệu đồng hồ nó khá là lạ tại Việt Nam. Tuy nhiên là nếu mà đối với những anh em nào đã tìm hiểu sâu về đồng hồ thì chúng ta sẽ cũng không lạ gì cái nhãn hiệu này. Kelex là một trong những cái nhãn hiệu anh em với nhãn hiệu đồng hồ Breitling. Thì Breitling ở Việt Nam thì anh em chơi theo hội Breitling cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là bên cạnh nhãn hiệu Breitling thì họ cũng có một cái nhãn hiệu con nữa có tên là Kelex. Thì Kelex là ngày xưa là một trong những cái nhà sản xuất đồng hồ, máy đồng hồ chronograph, tức là những cái chiếc đồng hồ có khả năng bấm giờ rất nổi tiếng. Họ là một trong những cái nhà sản xuất nó rất là lớn. Sau này thì đã được hãng đồng hồ Breitling họ mua lại và trở thành một cái nhãn hiệu con của dòng sản phẩm này. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ hơi phức tạp một chút. Cảm giác đầu tiên mà khi chúng ta cầm lên tay cái chiếc đồng hồ này thì mặc dù nó là một cái chiếc đồng hồ nó không quá là to, tuy nhiên là do là cái kết cấu máy của nó hơi phức tạp cho nên là khi chúng ta cầm lên tay chúng ta sẽ thấy nó có trọng lượng nó khá là đầm tay. Đấy. Lần đầu tiên mà khi mình cầm cái chiếc đồng hồ này mình cứ nghĩ là nó là một cái chiếc đồng hồ vàng đúc. Tuy nhiên là nó không phải là đồng hồ vàng đúc mà nó là một cái chiếc đồng hồ tự động lên giày cót. Đi vào phần mặt số thì chúng ta sẽ có một cái mặt số nó khá là độc đáo. Ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái lớp kính sapphire. Cái lớp kính này thì nó sẽ bảo vệ cho cái mặt số đồng hồ nó khá là tốt, chống xước tương đối là ok. Nên mình sẽ zoom lại cho các bạn xem về cái mặt số của chiếc đồng hồ. Cái mặt số này thì nó hơi phức tạp một chút thì mình sẽ diễn giải cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái mặt số hai lòng. Ở phần lòng ngoài thì nó sẽ có các chỉ số từ 5 đến 60 thì nó sẽ là đại diện cho các cái số phút ở trên cái chiếc đồng hồ này. Toàn bộ tất cả chỉ số rồi cái kim nó sẽ được là có màu trắng và được làm tương phản hoàn toàn với cái nền màu đen ở đằng sau của chiếc đồng hồ này. Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 phân khu dành trên mặt số. Đầu tiên là chúng ta sẽ có ở phần trung tâm và đây chúng ta sẽ có vị trí 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ. Ở phần trung tâm thì chúng ta sẽ có một cái kim nó khá là dài và có màu trắng. Cái kim này là kim phút các bạn nhé. Đó. Kim này thì nó sẽ chỉ ra ở cái viền bên ngoài thì nó sẽ có chúng ta đây là từ 5, 10, 15, 20, 25 cho đến 60 phút. Tại vị trí góc 3 giờ đây thì chúng ta sẽ có một cái kim 24 giờ. Và cái kim này thì nó sẽ vận hành di chuyển theo cái kim giờ tại góc số 9 giờ đây. Ở góc 9 giờ chúng ta có một cái kim dành cho chức năng 12 giờ. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ có một cái ô tại góc 12 giờ. Thì đây là tính năng là thang báo chỉ có Power Reset. Đó. Và đến tại góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày. Kèm theo đó là dòng chữ Speedmate. Đây là một cái dòng sản phẩm mà nó tách biệt hẳn ra bộ kim giờ, phút và kim 24 giờ nó tách hẳn ra mỗi kim ở một nơi. Đây, chúng ta sẽ thử kéo ra. Đấy. Cái nấc đầu tiên của cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là nấc điều chỉnh ngày các bạn nhé. Các bạn thấy là cái phần lịch ngày tại vị trí 6 giờ nó sẽ di chuyển. Và khi các bạn rút sang đến nấc thứ hai, đó, khi các bạn di chuyển như thế này thì các bạn sẽ để ý là khi mà kim phút ở trung tâm di chuyển thì phần kim giờ rồi là kim 24 giờ nó cũng sẽ di chuyển theo. Một cái bộ máy nó khá là thú vị. Cái chiếc đồng hồ này nó cũng có khả năng lên cót bằng tay. Thì các bạn lên cót tay thì như các bạn thấy ở góc 12 giờ đây, thang báo cót nó sẽ di chuyển. Và chiếc đồng hồ có khả năng dự trữ cót lên tới 45 giờ. Cái điều đáng tiếc nhất trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ không có phần kim dây các bạn nhé. Cho nên là chúng ta không thể biết được là khi nào chiếc đồng hồ nó vận hành. Và nếu để biết được chiếc đồng hồ đang chạy thì có lẽ chúng ta phải quan sát vào cái phần thang báo cót ở đây. Và trên mốc 6 giờ các bạn có thêm một cái logo hình đồng hồ cát dòng chữ Kelex.
Thì về cơ bản cái mặt số này thì mặc dù là nó có cái sự tách biệt ra, cảm giác nó hơi phức tạp một chút. Tuy nhiên là do các cái chỉ số nó được làm hoàn toàn màu trắng và nó tương phản hoàn toàn với cái nền màu đen đằng sau. Cho nên là khi chúng ta nhìn vào nó cũng vẫn rất là trực quan, vẫn rất là dễ xem giờ, không có bất cứ một cái cản trở nào cả. Đi sang phần thân vỏ là cái chiếc đồng hồ này, như mình đã nói ngay từ đầu thì nó là một cái chiếc đồng hồ được bọc vàng. Phần tay càng thì nó sẽ được làm khá là dài, cho nên là khi đeo tay nó không bị quá bé so với kích thước 36mm. Ở bên góc này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái phần chuyện phần bọc vàng ở đây. Các bạn sẽ thấy đây, chiếc đồng hồ nó được bọc vàng 10 micron, chuyện rất là rõ ràng. Thân vỏ thì nó sẽ được làm bóng, bắt sáng tương đối là tốt. Lật ra nắp đáy đằng sau thì chiếc đồng hồ này nó có một cái nắp đáy nó được làm từ thép không gỉ, bọc vàng và kèm theo đó là một cái lớp kính sapphire. Thì thông qua cái lớp kính này thì chúng ta sẽ quan sát được cái cỗ máy bên trong nó vận hành. Đây là một cỗ máy tự động lên dây cót. Đấy, các bạn sẽ quan sát thấy bộ máy này nó được làm hoàn thiện là khá là chau chút. Đấy, mình sẽ lắc qua một chút cho các bạn xem. Cái cỗ máy này thì nó là máy dạng ETA. Tuy nhiên là họ sẽ được modify lại bởi một cái đơn vị đó là Dubois Depza. Thì Dubois Depza là một trong những cái đơn vị rất nổi tiếng mà họ chuyên mod và thiết kế máy. Thì sau đó là cái chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng cái máy ETA và sau đó họ sử dụng cái module của Dubois Depza thiết kế và họ lắp lên trên. Cái trường hợp này thì nó giống tương tự như những cái trường hợp của cái dòng đồng hồ Pirelli mà mình đã từng giới thiệu trước đó. Cái máy này nó khá là cao cấp. Khi mà các bạn cầm ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái trọng lượng, mặc dù là nó chỉ 36mm thôi nhưng mà nó khá là nặng tay. Đó. Chiếc đồng hồ này nó đi kèm với một cái bộ dây da. Cái này là dây da cũng, để mình xem. Nó cũng là dây da linh kiện thôi. Và kèm theo đó là một là cái bộ khóa linh kiện, nó không phải là khóa zin của đồng hồ. Một cái chiếc đồng hồ nó khá là độc đáo. Cái phong cách thiết kế mặt số của cái chiếc đồng hồ này thì nhìn qua nó có cái gì đó nó khá là đơn giản và nó có cái nét gì đó nó rất là giống với cái dòng sản phẩm của quân đội. Đấy, bởi vì là những cái thiết kế nó rất là trực quan, nó không quá phức tạp, rất đơn giản và thực dụng. Cho nên là nó cũng có cái gì đó nó gần giống cái phong cách của cái hãng đồng hồ Breitling, là cái hãng đồng hồ anh em của nó. Cái chiếc đồng hồ này thì mình chưa hỏi giá, mà chốc nữa mình sẽ để cái giá cũng như là số điện thoại liên hệ bên dưới. Đây là dòng sản phẩm được tài trợ bởi cái shop Hiệp Trọng. Mình sẽ nghiêng qua nghiêng lại một vòng cho các bạn cùng xem về chiếc đồng hồ này. Bộ máy được hoàn thiện khá là đẹp, được đánh vân, vân tròn và vân sọc. Ở trên con văng lên cót thì các bạn có dòng chữ Kelec ở đây, bắt sáng tương đối là tốt. Nói chung là về phần mặt trước thì nó không quá bóng bẩy bởi vì nó vẫn tập trung vào tính năng thực dụng. Còn phần mặt sau thì như các bạn đã thấy thì nhìn cái bộ máy nó khá là ấn tượng, mặc dù cái giá của nó cũng không quá đắt. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.